Chào buổi sáng. Chào Bo. Đây là Văn Bo và Thị Bo. Nghe ra xem nó nói chuyện đi. Đó. Đây là Thị Bo, dưới kia là Văn Bo. Thị Bo nói chuyện nhiều. Giời, ông kia hút thuốc lào. Nó không ăn đâu. Mình cho nó ăn ổi nhá. Các bác cho ăn ổi không? Đó. Vẫn ăn. Mày nhau với nhau mày mày. Nói chung là hoa quả Mày ơi. thì nên bổ sung cho nó ngoài cái bột ra. Hôm trước có bạn hỏi là cho ăn cái gì, mình cho ăn cám trứng thôi. Từ bé cho toàn cho ăn cám trứng và thêm hoa quả vào cho nó ăn thôi. Hai thằng Thị Bo và Văn Bo. Úi dồi. Hút thuốc lào. Hút thuốc lào như bác hàng xóm. Ôn ơi. Lên chuyển cho nhân. Hai Văn Bo và Thị Bo. Hai con này đều được 1 tuổi rưỡi. Đều được 1 tuổi rưỡi, tầm 1 tuổi rưỡi hai con này. Đánh nhau. Không biết chúng nó có ghép đôi được không? Mà mình cứ nuôi thế thôi, cứ thả ra thế thôi, cho chơi. Thế suốt à, dạo này nhà mình làm nhà ở trên tầng 2 có một chút việc, thế nên là nó hay bay lên trên đấy, nó phá, thế là mình phải lại xén bớt cái cánh cho đấy chưa. Đó, mình xén bớt cái cánh một tí cho nó ở dưới tầng 1 thôi, chơi mấy cái cây chứ nó lên trên kia đang làm nó phá hết, mấy nó lại dài rồi. Dạo này lướt trên mạng thấy nhiều con chim nó nói hay quá. Nhiều nhiều bác cũng nuôi, bác đam mê nuôi con này cũng khá hay. Cảm thấy như có đồng minh. Con kia thì nó sẽ cái giọng nó to hơn, nói rất là to, nghe đanh tai. Còn con Thị Bo này thì mái mà nó sẽ nói bé hơn, nhưng mà lại nói nhiều nữa, bởi vì được mình dạy, thế nên là nó sẽ nói được rất là nhiều. Còn con kia thì mang về sau. Người là chui vào lồng này, chui vào lồng uống nước. Lồng ấy thôi, thích ăn là lại chui vào ăn, xong rồi ra uống nước thế thôi. Kia lại vào lồng đấy, đấy chưa, vào lồng đấy. Đó, nó chui vào trong lồng uống nước đó. Xong thích nó lại ra đấy. Thấy chưa,
chui vào. Lại ra, thấy chưa? Có thấy chưa? Hôm trước cô bác bảo là làm video để xem nó chui vào chui ra lồng xem, thì hôm nay đã nhìn thấy nữa. Đi vào đi ra lồng. Nói đi. Ôi. Ở mặt mặt thị bo này. Văn bo này. Đó. Có nhìn cận cảnh nữa chưa? Chồng thích không? Buổi trưa sáng sớm dậy hót inh ỏi, kêu to lắm, kêu rất to. Chúng ta phải nhưng mà cũng vui, cảm thấy nó nhộn nhịp. Các bác mà yêu thích là có hai con như này thích lắm, bọn này nó khỏe nhá. Bây giờ là mùa 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 đang nhiều gió mùa ấy, các bạn đừng có để thường xuyên để chỗ gió lùa, nó rất là dễ trúng gió. Bọn này nhìn lông mẩy dày thế thôi nhưng mà rất dễ trúng gió, mà đã trúng gió thì có nhiều bạn thì chữa được nhưng mà nhiều bạn thì đi nhanh lắm, trúng gió đi rất nhanh, các bạn hết sức để ý việc đó. Kia làm gì? Làm gì? Hả? Làm gì? Các bạn biết hôm qua mình xem thực sự có một vụ lên TV luôn nhá. Đấy, chính là những chủ đề mình hay nói, đó là hay 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 đặt bẫy chim bẫy trước các thứ. Mùa này là mùa gặt, mùa làm đồng. Thì cò kiếp ấy, nó lại xuống ngoài ruộng nó kiếm ăn các cánh đồng, thì những người dân ở trong đấy người ta làm đặt những bẫy kinh khủng, đặt cả trắng hớn một cánh đồng, đặt đặt bẫy xong là bọn đàn cò nó xà xuống bắt cả đàn luôn. Đúng không? Họ sẽ bắt cả đàn cò, thế nên là gần như là gọi là đuổi cùng giết tận luôn ấy. Thì nó rất là nguy hiểm cái những cái đấy. Công an phải vào cuộc cái vụ đấy. Tệ không? Ok, chúc các bác một buổi sáng tốt đẹp nhé. Chào và hẹn gặp lại.